câu vừa sai rồi nghe, thấy cái gì sai sai đấy nghe. Đổ ra xuống sông thấy gì sai sai. Chết rồi. Đấy, quay được rồi. Sai sai rồi. Gần 4 phút anh. Quá. Rồi em lên trước đây. Quay. Quay chưa? Ok, rồi. Ok, cảm ơn em trai. Biết rồi, biết rồi. Đấy, rồi rồi. Nè một tí đó. Đây đây, chữ Phương Long rồi này. Thầy nói là thầy bận mà. Lát nữa quay ra, quay chiều ra, quay. Ok. Tùy từng cái thôi. Đấy, để cho nó được mấy phút cái đấy. Sắp xong rồi. Sư phụ này. Xem khỏe không chú ơi. Em không đi gặp sư phụ. Đấy, sư phụ đâu? Đi đi đâu đây? Giờ dám thầy chỗ nào? Đây đây.